Vâng, cửa hàng khách hàng xin kính chào các bác. Hôm nay cửa hàng khách hàng sẽ giới thiệu cho các bác một loại vang Pro 18. Đấy, vang B3 các bác nhé. Nhập khẩu ngoại một Trung Quốc. Khách hàng sẽ mở hộp cho các bác nhé. Thì vang này được khách hàng bán với giá là 1.750.000 các bác nhé. Đấy, bên cạnh dòng vang JBL K9 bán rất chạy và khách hàng cung cấp bán với giá rất hợp lý 1.650.000 kèm rất nhiều khuyến mãi. Các bác xem video nhé, bác lên YouTube bác đánh là vàng K9 thêm chữ khách hàng store vào, thêm chữ khách hàng vào là nó ra cái video của khách hàng nhé. Đấy, cung cấp cho bác cái kinh nghiệm tìm kiếm như vậy. Vàng K9 1.650.000. Còn vàng B3 Pro 18 này các bác nhá. Feedback và chống hú. Có chống hú. Rồi. Rất là đẹp. Vàng này là khách hàng bán với giá 1.750.000. À, khuyến mại 2 dây kết nối. Từ vàng xuống cuộc đời các bác nhá. Khuyến mại thêm một mũ bảo hiểm. Và các bác đăng ký kênh mới, kênh khuyến mại Christ Store. Các bác vào YouTube các bác đánh khuyến mại Christ Store là ra cái kênh mới của các anh nhé. À, kênh các anh đăng những video khuyến mại, sản phẩm khuyến mại. Các bác muốn mua sản phẩm khuyến mại, các bác đăng ký kênh mới và mua cái sản phẩm ở bên đó. Đấy, vàng B3 có chống hú, nhập khẩu một Trung Quốc các bác nhé. Bảo hành 1 năm cho các bác. Giá chỉ 1.750.000 thôi. Đấy, như vậy là vàng K9 là 1.650.000. Bác nào không lấy khuyến mại thì giá vẫn như vậy nhé, không có trừ khuyến mại và giá đâu. Đấy là khuyến mại riêng bên khách hàng, các bác không nhận thì giá cũng như vậy thôi. Vàng có chống hú rất là hay. Đấy, đằng sau có cắt xúc. À, bên cạnh dòng vàng này, bên khách hàng còn cung cấp vàng K9 1.650.000 này, vàng DBX FBX 100 1.350.000 và vàng DBX DFP 100 giá là 1.050.000 các bác nhé. Khách hàng cung cấp sản phẩm giá rất hợp lý. Đấy, các bác mua hàng xin hệ số máy 0964 867 866 để gặp nhân viên bán hàng hoặc 0364 867 0364 791 604 để gặp nhân viên bán hàng các bác nhé. Rồi. Xe hướng dẫn sử dụng từ nhà máy này. Đấy, khách hàng chuyên cung cấp sản phẩm âm thanh karaoke giá hợp lý nhất cho các bác mọi miền Tổ quốc. Để ship hàng mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Giá này chưa bao gồm phí ship. Các bác mua hàng thì xin vui lòng gọi điện số máy nhân viên bán hàng. Các bác cung cấp địa chỉ làm thủ tục mua hàng. Bên em có đặt cọc các bác nhé. Đấy, bên em sẽ ship cho các bác đến tận nhà luôn. Các bác nhận hàng thanh toán. Nhớ là cộng thêm tiền ship quá nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác nha. B3 này các bác nhé. Anh hát không hay đâu. À, test mạnh dạn test thử cho các bác. Lượt một này. Vì sao anh nhớ thương nhớ đau đời trong lòng mắt người chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy lớp em có hiểu có hay tình anh như núi cao biển sông gom bốn phương trời xây thành lũy. Đấy, con này test thì các thông số thì để ở giữa các bác nhá, để ở giữa hết coi nhá.
có đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dần tái tê. Anh là người thu quy anh qua đường lắng nghe chân tình ta đã đi. Những mùa dần thu quy vì mưa gió không về trên trường anh bước đi. Có nàng quen đôi mi ngắm theo đường vắng.